anh có như mày nhiều này sớm hơn. Anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài. Nhưng anh không chấp nhận. Cứ trôi theo anh từng ngày. Tôi cũng đâu phải là con người mà. Giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi. Nhưng không cần ai giờ chỉ danh lợi mà bán bản thân giống như tôi nói đâu. Để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm. Mà sao trong anh buồn thế? Anh nghe cơn gió đang về, như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm. Tôi muốn ông chứng kiến sự nghiệp của ông sụp đổ trong tay tôi. Anh yêu em quá mất rồi, nên ngỡ như em về. Ông phải nhớ. Mà sao trong anh buồn thế? Anh nghe cơn gió đau tôi về. Như em vẫn kề bên. Quay nha. Không lẽ suốt ngày cứ nuôi ông tay áo gì hả? Những khóc quán tính là do quán ăn, trong vấn đề người ta gọi là quán tính. Anh yêu em quá mang rồi, nên nhớ như em về thôi. Ông già bệnh trúng giấc hồn nhỏ. Thì ra trong nhà phải không? 1, 2, 3 Ủa sao nhà cửa tối hù vậy? Mở đèn lên coi. Trời ơi, cái gì ồn ào mà tối thui vậy nè. Sao vậy? Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy Phương? Cái gì vậy? Không biết nữa. Em làm cái gì mà tắt đèn trong nhà rồi? Anh... rồi có người lạ, ai vậy? Anh Khánh ngồi chơi đi, rồi từ từ nói chuyện. Làm sao mà ngồi chơi được? Ai vậy? Cái này... Đòi nở từ từ rồi, làm gì nạt người ta dữ vậy? Nạt ta dữ vậy? Nạt người ta dữ vậy? Nạt dữ vậy? Không phải. Nạt ta dữ vậy? Nói gì? Không phải đâu, từ từ nói chuyện mà. Anh Khánh ngồi đi, em nói chuyện cho nghe. Anh đừng có thấy ở trong nhà toàn là phụ nữ không? Anh ăn hiếp nha. Hả? Ăn hiếp gì? Tôi quá sợ anh đâu nha. Ăn hiếp hả? Ăn hiếp gì? Sao vậy Phương? Không phải vậy đâu mà. Hai người nghe tôi nói đi được chủ không? Chủ nợ đòi nợ. Làm gì dữ à? Đòi cái gì? Anh Khánh qua đòi tivi á. Đúng không? Phương, vậy cái là cái tivi mà em để bụng tới giờ luôn hả? Anh nghĩ em bệnh anh qua thăm em thôi mà. Không có phải. Lấy tivi thế hả? Giờ siết nợ hả? Trời ơi, hả? Tôi nói là không phải mà. Nghe tôi nói thì được không? Anh qua đây. Qua kì. Đi la kì. Anh Khánh. Ai vậy? Thì nghe em nói nè. Thiệt ra là tại vì hôm bữa thằng Thiện nó lái xe ẩu, nó tông vô người ta. Lúc đó anh này em đang xỉn. Rồi bây giờ nó qua nó bắt đền chị em hả? Không phải. Em dẫn đi bệnh viện khâu mấy mũi, nhưng mà anh không có nhớ gì hết trơn á. Em đâu có dám, đâu có tiền đâu mà chụp x-quang cho ảnh. Cho nên bây giờ em phải dẫn về đây nè. Nó uống rượu chứ nó có uống thuốc lú đâu mà mất trí nhớ. Anh không tin em hả? Em nói thiệt đó. Anh chỉ bực mình á, là nó qua nó làm phiền em à. Cho em biết sao bây giờ. Không lẽ để người ta ngoài đường? Tại vì cũng Thiện gây ra hết mà. Nhưng mà mấy chuyện này em phải báo anh một tiếng để anh qua phụ em chứ. Chuyện bây giờ lỡ ra vậy rồi sao? Tại em thấy không có tiện. Em mà qua nói chuyện này với anh mất công quá. Anh lại nói làm này nọ nữa. Thôi được rồi. Bây giờ đi tìm bác sĩ rồi coi nó giờ sao. Em có ghé nhà thuốc rồi. Em hỏi là có thuốc nào trị không? Thì người ta nói là không có. Cái này phải uống thuốc bổ rồi từ từ mới nhớ lại được. Nhưng mà mình phải làm cách nào cho nó hết bệnh đi. Còn đuổi nó đi chỗ khác nữa chứ. Ý anh nói là gia đình nó cũng quan tâm lo lắng cho nó. Vậy thì anh ráng giúp em với. Anh coi như là không có chuyện gì hết. Qua làm quen với ảnh đi.
Tội, nó khùng. Khùng đúng mất khùng. Anh Đại qua đây. Thì qua đi. Chí Tâm bảo vệ anh Đại. Hai người làm gì vậy? Làm quen mà. Đây là anh Đại. Đại hả? Còn đây là anh Khánh, bạn của em. Chủ nợ Khánh chủ. Không phải là chủ nợ. Không phải chủ nợ hả? Là bạn. Bạn hả? Ừ. Bạn. Ừ. Anh Đại phải không? Bình thường đi. Quen á. Ờ, Đại quê đâu? Đây. Ở đây. Ờ, rồi nhà ở đâu? Đây. Ở đây. Thôi anh đừng có hỏi nữa. Hỏi ông không có nhớ gì đâu. Hỏi chứ mất công. Nhậu nhớ gì đâu. Đại bao nhiêu tuổi? Nhi tuổi. Năm tuổi. Nói rồi, thôi anh đừng có hỏi nữa. Anh không có nhớ gì hết trơn á. Nó không nói được, nó quýnh được rồi sao? Không có. Không có. Không biết quýnh. Không có quýnh. Được rồi, cách xa ra đi. Hèn lắm. Ờ, Phương ơi, anh có mang đồ ăn qua cho mấy chị em ăn nè. Có đồ ăn. Đồ ăn, Tâm đói bụng. Nó khùng sao nó biết ăn em như vậy. Em bé Thiện cũng đói bụng. Thôi mình ăn chung đi. Nhắc cứu đây nè ngồi. Tâm, món mới của nhà hàng anh á. Ăn chung. Wow. Món này á, nhìn đơn giản vậy, chứ nó là món Hàn Quốc đó nghe. Hàn Quốc hả? Bắp. Món mới của nhà hàng hả? Ừ, hồi xưa lúc anh qua Hàn Quốc, anh làm phụ bếp á, anh biết làm món này á. Dạ, với Tâm ạ. Kem bắp. Trong biển á. Cái này là món mới của Hàn Quốc á. Bé Tâm ăn thử. Trong biển á. Ngon lắm. Ông biết trong biển luôn. Vậy nó đâu có khùng. Ai nói khùng? Nó biết trong biển luôn mà. Đại biết á. Nhìn vô là biết luôn á. Sao biết? Không biết. Nhìn vô là biết hả? Thôi mọi người ăn đi, ăn đi. Đi thôi. Đây Tâm đưa đũa đây. Anh Khánh gấp cho. Nè. Anh gấp từng miếng nha. Nè. Tăng ăn đi. Ngon chưa? Tôi thiện rồi Phương ăn Phương. Anh Đại ăn nữa. Ăn được không? Được. Thôi mất trí, ăn vô ngộ độc là chết nữa. Thôi. Rồi mọi người ăn nha. Anh ăn. Bóc một cục. Ngon lắm. Nói nè, cho anh Đại nè. Còn cái ông này chứ. Khùng thấy mồ. Khùng mình nào đâu. Khùng thấy mồ luôn. Hai người bắt tay nhau đi, làm quen mà. Bắt tay nó hả? Thôi, tay nó đều. Thôi, đừng có giỡn nữa. Bắt tay đi. Ê, coi cái bình bông này đẹp không mấy đứa? Đâu anh? Trời ơi, công nhận cái bình này nó đẹp dễ sợ luôn đó anh Bình. Mày xạo vừa vừa thôi, cái bình nó xấu quắc mà đẹp cái gì. Hỏi là hỏi chơi cho vui vậy đó. Bởi vậy mới nói cái bình này làm sao mà đẹp bằng anh Bình được. Tao mà giống cái bình này chắc tao ế á. Cái bình này bỏ vô miệng mày vừa, mày tin không? Tao nhét vô liền á. Trời ơi, em nói gì anh cũng nói được đó. Rồi anh sao? Anh biết mày ngồi xạo xạo. Trời ơi, trời ơi, tôi chết tôi rồi, trời ơi, tôi chết tôi rồi. Phương ơi, là Phương. Trời ơi, tiêu cái cành hoa hồng của tôi rồi. Chết rồi. Trời ơi, coi nè, nhìn các cái hoa hồng gì đó mà lùng sủng. Trời ơi, nhìn vô duyên, chưa từng thấy em sao vậy Phương. Nghĩ sao cái chậu vậy mà mày coi nè Diễm. Trời ơi, cắt mặt cái bông không lú qua khỏi cái bình. Thôi, anh đừng có giận quá. Phương, em kiếm cái bình nào lùng hơn cắm nó vô đi em. Sao không giỏi á, kêu Phương nó kiếm cha khách nào lùng mà giao cho con cha đó. Tà lánh tà lẹ hả? Thôi mà anh. Em xin lỗi đem cắt sao lại. Sao vậy Phương, em làm sao vậy? Mấy bữa nay cái tâm hồn em để đâu? Cái tâm trí em để đâu? Anh ơi, mấy bữa nay con Phương nó bệnh đó anh. Nó bệnh cho nên nó ăn vậy đúng không Phương? Phương bệnh tương tự đúng không em? Dạ không phải. Tại vì hả, mấy ngày hôm nay lễ lộc nhiều quá, rồi các em làm nhiều, về bé Tâm nó còn bệnh nữa. Em xin lỗi Thao Bình. Vậy là nó mất ngủ anh ơi. Tội nghiệp nó. Tự làm khổ mình chi vậy Phương? Bây giờ em cảm thấy cuộc sống em bây giờ khổ quá ha. Không ai lo cho mình. Đừng có dằn vặt mấy cái bông hoa tội nghiệp nữa ha.
cắt nó lùng xịt ha. Nó xấu, nó buồn. Em cảm thấy cuộc đời em buồn, em tự tạo niềm vui bằng cách gì? Lấy thằng chồng giàu đủ lo cho mình. Thằng Khánh á, nó đủ vật chất nó lo cho em. Anh đâu phải muốn lấy ai là lấy đâu Thảo Bình. Kỳ quá anh Bình. Chứ bây giờ cái cuộc sống cứ vậy hoài, em đi làm mà cái đầu óc không có tập trung vô cái gì hết trơn. Trời ơi, rồi một ngày nào đó em già. Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Không phải. Tại vì dạo này con Tâm nó bệnh hoài à. Rồi hết Tâm rồi tới anh Thiện. Thiện nó xin tiền đóng học phí. Em đang đầu cái vụ này quá. Bởi vì cái gia đình của em bây giờ nó thiệt á, chưa có một cái người nào. Trời ơi, ông nội ông tới nữa. Cướp cướp hè, cướp cướp. Dạ, em chào hai anh chị. Dạ, chào ông nội. Dạ, ông nội chào anh. Xin cướp tiền hà. Nữa hả? Thấy ghê không? Có đứa xin tiền cái mặt nó thấy ghê không? Coi mấy cái này anh nhức đầu quá à. Suy nghĩ gì nữa nha. Em không nói gì nữa đâu. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi anh. Nhắm mắt lại đi. Đó. Nhắm mắt lại nha. Anh không sao đâu. Em đã nói rồi mà. Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Đừng có la em nữa là anh sẽ không nhức đầu đâu. Nha. Anh ơi, điện thoại của công ty gọi đó. Nghe đi. Tình hình trong công ty sao rồi? Dạ, tình hình công ty thì ổn sếp. Dạ, không có sếp không có bảo. Em vẫn cho công việc tiến hành đều đều. Nhưng mà chỉ có điều này sếp ơi. Cậu nói nhanh đi. Dạ, bây giờ biên bản thanh lý hợp đồng bên công ty âm gia. Ký bản vẽ xây dựng công trình số 59 đường Đỗ Quang đó sếp. Mình phải ký để đăng ký nộp hồ sơ nữa. Bây giờ không có sếp không có bảo là không ký được. Rồi còn gì nữa không? Cậu nói luôn đi. Dạ thì còn bên cung cấp vật liệu xây dựng khu biệt thự bờ sông đó. Họ nói là họ sẽ chiết khấu dự án mà bên công ty mình thực hiện. Tỷ lệ bao nhiêu thì chắc em phải do sếp quyết định thôi chứ em đâu có dám. Thôi bây giờ cậu gọi điện cho các đối tác á, xin với người ta là cho quản thêm vài ngày nữa, rồi tôi sẽ giải quyết sau. Dạ, em làm liền. Xong việc á thì vô bệnh viện gặp tôi gấp. Dạ. Ê mà anh Đại hết bệnh chưa mày? Đỡ nhiều rồi, bớt sơ sơ rồi. Cũng mừng. Tao thương chị hai tao, cho nên tao mới đi kiếm tiền vậy nè. Mày á, chơi game là để giải trí. Còn tao á, chơi game là để kiếm tiền. Mày hiểu không? Kiếm tiền chi? Cho gia đình tao. Mày có xạo mày ơi. Xạo tối ngày. Mày lo xạo tao. Mày bởi vậy mày không hiểu tao. Xạo. Kệ tao ráng cài đi. Mai mốt tao có nhiều tiền, thoải mái lắm con. Chê. Không lo gì nữa hết. Để tao mang ông Đại vô bệnh viện. Khi mà tao có tiền là tao mang ông Đại vô bệnh viện liền. Bệnh viện nổi tiếng nhất Sài Gòn luôn. Cho ông hết bệnh là tao với chị hai tao khỏe.
Hello, cô tới hả? Rồi, tôi xuống liền. Hai anh đợi một chút, khách hàng xinh đẹp của tôi đã đến. Dạ. Ê, kể nghe. Ừ. Mới nãy có người gặp tôi, tưởng tôi là Bảo, học ở Mỹ về. Ừ, tôi cũng như anh nè. Nhưng tôi chỉ là thợ may. Nếu họ tưởng tôi là Bảo thiệt thì sao? Cứ tới đi, tới đây gặp cô chủ xinh đẹp mà. Ừ. Biết đâu duyên kỳ ngộ, cổ gặp mình, cổ kết mình. Quên anh Bảo cổ luôn thì sao? Xin giới thiệu cô, đây là Bảo. Chào Vy, anh là Bảo nè. Bảo đây đó hả? Ừ. Bảo. Rồi còn ông này. Chào Vy. Bảo luôn. Anh làm ăn cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Ừ. Hai người này, anh nhìn sao là anh Bảo của tôi? Cô nhìn coi. Giống. Cô coi. Ừ. Giống y chang à. Anh mở mắt to ra mà nhìn đi. Hai người này giống ở điểm nào? Ừ. Giống. Giống nhiều chứ. Ừ. Cô. Vậy tôi giống không? Dạ, em chào chị. Ờ. Em chào anh. Anh ơi. Có chú Tuấn ghé thăm anh nè. Anh à. Cô ngồi đi. Dạ. Hai người nói chuyện nghe. Em ra ngoài ha. Dạ, chị đi. Anh thấy sức khỏe sao rồi anh? Cũng vậy thôi. Công việc công ty tôi không thể giải quyết được. Giấy tờ chứng từ thì phải có thời gian mới kiểm tra. Bây giờ tôi đau đầu quá, không làm gì được đâu. Dạ, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh. Em đã nói chuyện với các đối tác rồi, họ đã đồng ý cho mình thêm. Chuyện quan trọng bây giờ là phải làm sao tìm cho được thằng Bảo về. Dạ thưa anh, theo em thì quan trọng nhất bây giờ là anh cần phải dưỡng bệnh, giữ gìn sức khỏe nè. Còn chuyện của Bảo thì em thấy cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu anh. Sao không nghiêm trọng được? Cậu phải báo với công an địa phương, hoặc là lên báo, hay lên tivi gì cũng được. Cậu đi tìm nó về liền cho tôi. Dạ em hiểu được tâm trạng của anh, nhưng mà khổ nổi là công ty của mình sắp làm rất nhiều cái dự án lớn. Chuyện anh nằm ở đây đã nhiều người biết rồi, rồi bây giờ lại thêm chuyện của Bảo nữa. Em chỉ sợ là uy tín công ty mình sẽ bị giảm sút, rồi mình không có trúng thầu được đâu anh. Vậy cậu giữ uy tín, trúng thầu xong rồi lấy ai điều hành công ty đây? Nói vậy mà cũng nói. Dạ thôi vậy thì mình chờ vài bữa nữa, nếu mà Bảo không về em sẽ cho người đi tìm. Không, cậu đi tìm nó về liền cho tôi. Tôi không có chờ được nữa. Dạ, để em cho người đi tìm. Alo. Alo. Alo chị Lệ hả? Em Vũ này chị. Em có chuyện gấp muốn gặp chị chút được không? Có chuyện gì vậy? Chuyện này dài dòng lắm, nói chuyện qua điện thoại không được đâu. Chị cho em gặp chị, gặp trực tiếp được không chị? Chắc là không được rồi. Bây giờ anh Đức đang bệnh, phải nằm bệnh viện. Chị phải chăm sóc cho ảnh nè. Em gặp chị chút xíu thôi, gặp chút xíu thôi. Em năn nỉ chị luôn á, chuyện gấp lắm. Thôi được rồi, vậy chiều gặp ha. Có gì chị sẽ điện thoại trước cho em nha. Dạ, có gì chị nhắn cho em liền nha chị, gấp lắm nha chị. Dạ. Anh nhất định là phải đi tìm thằng Bảo hả? Không phải là mình đi tìm, mà làm bộ như tích cực đi tìm thôi. Tìm không ra càng có thưởng, hiểu không? Rồi nhìn mặt là biết không hiểu rồi. Ý anh là sao em không hiểu?
Thôi bây giờ cụ thể là bây giờ mày cho đăng tin ở trên báo, nhưng mà nhớ tìm những tờ báo nào mà bản ý ít người đọc đó, rồi đi tìm thuê thám tử tư luôn. Nói với người ta phải có báo cáo hàng ngày đầy đủ cho mình. Rồi. Chi phí mình lo hết. Rồi. Hiểu không? Ừ. Rồi báo với công an khu vực. Với công an khu vực mày nói như sao á mà công an lơ luôn càng tốt. Ừ. Ok, em biết rồi. Thật ra đối với tao thì tao muốn cho thằng Bảo nó tự đi về. Nhưng mà nếu mà có khi nào nó không về thì mình khỏe. Mày hay quá ha. Ai cho phép mày? Ừ, thì em hiểu ý mà. Đói bụng. Anh chị lấy cơm cho Tâm ăn đi. Lấy cơm cho Đại ăn đi. Tâm đói bụng. Đại với Tâm đói bụng. Coi còn cơm không ăn. Ở nhà không có nấu gì hết trơn à. Tôi trễ học nên tôi về trễ. Giờ kêu tôi nấu cơm sao kịp. Sao ở nhà không vô nấu cơm đi. Không biết nấu. Trời ơi, có vậy mà cũng không biết làm nữa. Đồ ăn có sẵn hết trơn rồi, bỏ nồi cơm như cắm điện vô là xong rồi trời. Không biết nấu. Không biết nấu. Anh đi lại đây. Lại đây tôi chỉ cho nè. Trời ơi mệt quá thiệt luôn á. Cho Tâm lại với. Làm đi. Nghe tôi chỉ nè. Cái nồi đúng không? Lấy gạo bỏ vô. Hiểu chưa? Xong rồi nó ra đổ nước vô này nọ. Rồi xong rồi vô đây nè. Bỏ vô đây nè. Cắm điện vô là có cơm ăn. Hiểu chưa? Nghe được nhưng mà nhanh quá à, không hiểu. Không có hiểu. Gì? Nè nói từ từ cho nghe nè. Lấy gạo. Bỏ vô cái nồi. Tao mày bỏ vô cái nồi này. Ừ. Rồi ra lấy nước bỏ vô rồi bỏ vô đây nè, cắm vô đây nè là bảo đảm là có cơm ăn, hiểu chưa? Gì? Để làm thử. À gạo. Bỏ vô. Hai lon thôi được rồi. Được rồi. Rồi, ra ngoài lấy nước đi. Lấy nước nè, canh chừng hai lóng tay thôi. Nè, đưa ngón tay lên. Đưa ngón tay lên, tôi chỉ cho. Nè, đó, là vậy nè. Canh hai lóng tay là sao? Là lóng này thì với là lóng này. Hiểu chưa? Rồi ra bỏ nước vô đây rồi đem vô đây, lẹ lên. Ui, người gì mà khờ dữ trời. Rồi xong rồi, bây giờ lấy cái khăn đi. Lấy cái khăn lau. Xong rồi. Biết làm rồi, Phương làm hoài. Biết rồi, sắp có cơm ăn rồi. Giảng hoài à? Sao vậy? Giảng hoài à? Ông vừa phải thôi nha. Ông hay lắm. Có bao nhiêu đó làm cũng không xong. Tôi nói hoài à, lấy cái nồi vô, rồi nghe cho rõ là lấy cái khăn khô, lau cho sạch hết nước rồi mới bỏ vô cái nồi cắm điện. Tôi nói với ông rồi, cái này nó cũ rồi. Ông hiểu không? Ông vẫn chơi là chết có ngại. Chơi nữa hả? Chơi gì vậy? Ngon không? Tôi bụng chết luôn. Em ăn như bò ăn vậy Diễm? Dạ. Em ăn mà sóc táp nhìn cái ghê quá. Con gái ăn lịch sự giống như là anh nè. Từ tốn thôi. Anh ơi, mấy người mình lịch sự từ tốn quá dễ bị ế lắm nha anh. Giống như là thấy chưa, Phương mà nó cũng ăn trong hộp nè, cũng đơn giản vậy mà trai nó thay ngùm ngụp xếp hàng luôn. Tại vì nó từ tốn á, vô duyên. Từ tốn nó dính líu gì với cái chuyện ế ế là do mà vô duyên á. Anh tối ngoài chửi em hoài. Hồi nãy em làm nhiệm gây lộn gì với anh Khánh gì bé Phương? Anh Khánh hả? Ừ. Cũng không có gì. Tại vì anh hay áp đặt mọi chuyện quá, em thích. Thằng đó áp đặt. Ủa mà chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Hồi nãy á, nghe láng thoáng là đâu cái gì, nói gì, giữ cái gì trong nhà gì đó. Phải không? Có không? Giữ ai trong nhà hả? Chó rồi nó thích nuôi mèo phải không? Rồi nó đầu giữ có mèo không? Trong nhà phải không? Không phải. Mấy hôm nay nhà em có chuyện thiệt á. Chuyện gì? Hôm bữa thằng Thiện
Nó chạy xe Honda, nó tông vô cái anh kia. Trời kìa. Chết. Bây giờ cái anh tỉnh lại á, anh không nhớ gì hết trơn á, không biết ảnh là ai, không biết nhà cửa ở đâu luôn. Chết cha không. Có đẹp trai không? Thí dụ mà đẹp trai mà không nhớ gì trơn, đưa qua Bình đi, Bình làm cho nhớ lại. Anh Bình, chuyện nghiêm trọng mà anh còn giỡn được nữa. Bởi vậy cho nên bây giờ em phải giữ lại. Thì để coi vài bữa nữa anh có nhớ được gì không. Cũng đúng. Mà nhiều khi em thả nó đi lông vòng ngoài đường rồi nhiều khi đụng chuyện gì mình cũng hối hận ha. Thôi mà không được anh ơi. Em thấy á, nhiều khi có khi nào ông giả bộ không? Giả bộ gì, giả bộ vô duyên. Ta đã mất trí rồi, ta ở nhà thì có thêm thằng đàn ông nó đỡ đần như mình. Thí dụ mình sai nó làm cái gì nó làm gì mình đỡ. Không dám đâu. Bất tiện thế mồ luôn. Ổng là đàn ông, con Phương là đàn bà con gái. Rồi ở nhà có thêm bé Tâm nó khờ nữa. Trời ơi, chưa kể tới chuyện mà ổng không có đáng tin nữa. Rồi con Phương nhìn ngon muốn chết luôn à. Có chuyện gì rồi sao? Không có đâu, em thấy mặt anh cũng hiền hiền. Hiền hiền chứ giờ ổng tin ai được em ơi, cẩn thận nha. Không thiệt á, bây giờ đa số người ta nói 10 thằng đẹp là hết 9 thằng đẻo rồi. Mấy con nhỏ đó, 10 con đẹp là hết 9 con vô duyên. Trừ tôi ra. Thôi em không có đẹp. Mày không đẹp mà mày vẫn vô duyên. Con người ta lạ hết chị. Mới đó mà vậy đó. Em nhớ mới ngày nào em còn giới thiệu ảnh với lại chị. Chị nhớ không, hồi đó anh phong độ, sức khỏe ngời ngời vậy á, mà giờ vậy. Chị cũng đang buồn lắm. Em biết không, thời gian sống của ảnh á, bây giờ đang đếm từng ngày. Chị khổ tâm lắm. Trời còn kỳ lắm chị ơi. Có nhiều người đến đi, nhiều người muốn đi mà đi không được. Còn nhiều người không đi mà ông trời cũng bắt cho đi. Đúng rồi. Cũng giống như chị bây giờ nè. Chị đang nghĩ nếu như mà anh chết đi, chắc chị cũng đi luôn cho rồi. Chứ chị sống trên đời để làm gì nữa, đúng không em? Chị đừng có dại dột quá. Ủa mà sao chuyện của chị mà em khóc dữ vậy? Quên, chị xin lỗi. Em không muốn đi mà ông trời không bắt đi nè. Chị biết rồi, chị xin lỗi, chị xin lỗi. Em vẫn uống thuốc đầy đủ phải không? Em giai đoạn 3 rồi chị. Gia đình không ai biết hết á. Có mình vợ em biết á. Tối nào bà cũng khóc á, em ngủ không có được gì hết á. Nhìn thấy tình cảnh của em vậy, chị thương em quá. Nhưng mà chị cũng biết an ủi em sao nữa. Bây giờ em cũng nhìn chị đi. Hoàn cảnh của chị cũng lo không xong nữa đây nè. Chị sao khổ bằng em được. Em giờ ấy như em khổ hơn chị. Em giờ em lãnh án tử rồi nè. Bây giờ thằng chết tới gõ cửa kêu đi cái gì đi à. Mấy ngày nay đâu ngủ được đâu chị. Mà chẳng thà chết được với em đi. Biết là ngày nào, một ngày nào đó mình sẽ chết. Còn với chị nè, chị không biết là khi anh đi rồi chị sẽ sống lây lất ra làm sao. Chị khổ tâm lắm. Chị không khổ bằng em đâu, em nói chị nghe. Cái cảm giác chờ chết đó, khổ lắm. Nó kinh khủng lắm chị ơi. Nói vậy chứ mà nhìn lại cái khoảng thời gian mà em kiếm được nhiều tiền á, bao nhiêu tiền đổ vô gái gú, rượu chè, ăn chơi đủ kiểu hết rồi, giờ sắp đi rồi mà nhìn lại vợ con tay trắng, em thấy mình khốn nạn quá. Vậy giờ em tính sao? Bây giờ em á, giờ em muốn làm gì kiếm được nhiều tiền em cũng làm nữa. Có nhiều khi á, em nghĩ tới chuyện bán nội tạng. Bây giờ chị nghĩ đi. Chắc em giờ cũng bỏ đi, ai mua đồ bán nội tạng hàng sĩ đa bao giờ chị. Giờ bán người ta cũng không dám mua, cho người ta còn chửi nữa. Em đừng có khóc nữa. Em làm gì khóc theo nè. Chị muốn khổ không em đâu, em mới khổ nè. Alo, Viên nghe. Cô đang kiếm anh Bảo phải không? Anh Bảo bị đụng xe, được mấy người ở đây mang vô nhà tôi nè.
Nhà nó đâu? Mà anh bảo có sao không vậy anh? Cô tới số nhà 34/36/11A. Nhớ là có chữ A nha. Anh chờ tôi xíu để tôi ghi lại cái đó. Nhanh chút nữa đi chú. Đồ gì mà khó tìm quá. Từ từ để kiếm coi. À chắc cái hẻm này nè cô ơi. Rồi đúng cái hẻm này rồi cô ơi. Rồi rồi chú dừng ở đây đi. Rồi. Chú chờ chút xíu nha. Rồi. Anh ơi, cho em hỏi. Hỏi gì mà hỏi, đưa tiền hết cho tao. Chú ơi, đi nhanh lên. Chuyện gì vậy cô? Nhanh lên chú, nhanh lên, đừng có hỏi nữa, nhanh lên. Đưa tiền cho tao. Đưa tiền cho tao. Đưa tiền đi. Nhanh lên chú. Đưa tiền cho tao. Đưa tiền đi. Có nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh nhớ chứ. Ê cha, toàn là món anh thích không vậy? Ừ, tất nhiên rồi. Mà chưa hết đâu nha. Em còn để cho anh món chè hạt sen mà anh yêu thích ở trong tủ lạnh á. Cảm ơn em. Thôi, anh ăn đi. Anh làm cái gì vậy? Anh thích như vậy hơn. Hả? Anh xin lỗi. Alo. Alo. Sao tự nhiên lại nói với em giọng khó chịu quá vậy? Em nhớ anh muốn chết đi nè. Đang bận nghe. Chị, gặp em đi. Không gặp á là em gọi điện thoại liên tục từ bây giờ cho tới khuya luôn đó nha. Rồi 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 rồi, được rồi. Chút xíu anh gọi, vậy nha. Ok, yêu anh quá đi à. Công việc hoài. Về nhà cũng không được yên thân nữa. Ai gọi anh vậy? Mấy người công ty gọi anh. Công việc mà em, thôi anh đi nha. Thôi. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm mình quen nhau. Vậy mà anh cũng đi nữa hả? Anh xin lỗi, nhưng mà sếp anh đang bệnh. Bao nhiêu công việc ở công ty đổ hết lên đầu anh đây nè. Thôi mà, anh đi cũng là đi làm, cũng là lo cho tương lai tụi mình sau này chứ bộ. Anh nói nha, hẹn người ta hết lần này tới lần khác, tới giờ mới cho người ta gặp mặt à? Em biết rồi, công việc của anh nhiều lắm chứ bộ. Thì em cũng biết vậy, nói vậy thôi chứ em đâu dám trách đâu. Nè, uống nước đi cho mát. Em đợi anh. Gì vậy? Em không hiểu. Em ăn nhầm bùa mê gì của anh mà em yêu anh quá à. Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Nhớ thiệt cũng đó. Nhớ mà. Em chỉ muốn á, là tụi mình được ở bên nhau như vậy hoài, không bao giờ xa nhau hết. Anh thấy đó,
Tất cả những gì em làm là chỉ mong có cái ngày mà tụi mình trọn vẹn là của nhau thôi. Ngày đó sẽ đến mà. Em đang cố gắng vượt qua nghe. Anh cũng đang rất là cố gắng. Anh rất mong. Cái bản di chúc sao rồi em? Ổng cất kỹ quá à. Em tìm hoài không có thấy. Mà chìa khóa gì em cũng có hết trơn á. Không có sao đâu. Anh nghĩ chắc là ổng để đâu đó trong nhà thôi. Em ráng tìm sẽ được mà. Sau khi mà em tìm được bản di chúc á, mình sẽ lập ra một bản di chúc có nội dung là ổng để lại hết tài sản lại cho em. Nhưng mà lỡ người ta phát hiện ra thì sao? Mấy cái vụ giấy tờ em có rành, em sợ lắm á nha. Em yên tâm đi, anh đã tính kỹ hết rồi. À, anh hỏi rồi, cái người mà lập ra di chúc mà không muốn nhờ luật sư cho nó rắc rối thì có thể tự đứng ra lập di chúc, chỉ cần có người làm chứng thôi. Đó, bây giờ cái điều quan trọng là mình phải tìm ra được cái người làm chứng. Mà cái người này á, mình phải tuyệt đối tin tưởng nha. Có nghĩa là họ phải nghe theo ý của mình. Em hiểu không? Em có biết ai không? Sao khó vậy? Mà anh cũng biết rồi đó. Em á thì quen biết không có nhiều, mà bạn bè cũng không có nhiều nữa. Giờ sao ta? À, anh nè, em có một cái thằng em, nó cũng đang gặp khó khăn lắm. Hồi trước á, nó ăn chơi quá, cho nên giờ bị sida giai đoạn cuối rồi. Em nghĩ là mình kéo nó vô cái vụ này được á, bởi vì nó đang rất cần tiền để lại cho vợ con nó trước khi ra đi. Được không anh? Anh thấy không ổn. Sao vậy? Là bởi vì ông Đức ông sang trọng như vậy, ông thiếu gì bạn bè của ổng có đủ tư cách đứng ra làm chứng. Ổng không mời, tự nhiên đi mời một cái thằng khố rách áo ôm ăn chơi bị sida. Anh nói cũng phải. Em coi coi có quen ai khác không. Giờ làm sao? Thôi được rồi, em cứ mời cái thằng đó đi, còn mọi chuyện sau này để anh tính. Vậy hả? Ừ. Bộ anh không ngủ được hả? Em xin lỗi vì lúc chiều đã làm anh không vui. Không phải đâu, tại vì lúc này công việc anh lu bu quá, cho nên anh không có thời gian mà để ở nhà ăn cơm với em. Anh xin lỗi nha. Anh. Em thấy mình quen nhau cũng lâu rồi, hay là tụi mình cưới nhau đi, gọi là người yêu chứ mình sống cũng như vợ chồng rồi còn gì. Biết rồi, thì đã coi như là vợ chồng thì cưới làm chi. Thật ra đám cưới chỉ là một tờ giấy cho nó hợp lệ thôi, đúng không? Nhưng mà bạn bè hai bên rồi họ hàng ai cũng biết hết rồi. Bây giờ mình cưới nhau là đúng rồi, sống mà không theo nề nếp cũng khó lắm. Thì đương nhiên là cũng phải có đám cưới chứ. Nhưng mà công việc của anh ổn định cái đã, đám cưới bây giờ tốn kém lắm chứ bộ. Thì bây giờ em thấy mình tính vậy là vừa rồi đó. Em hay quá ha. Không có tiền trong tay em tính cái gì? Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày mình yêu nhau, vậy mà anh cũng bỏ đi. Bây giờ em nói tới chuyện đám cưới, anh cũng nói là chờ. Lúc nào anh cũng chờ công việc. Vậy sao anh không cưới công việc luôn đi? Thôi mà, anh biết lỗi rồi. Tại công việc của anh nhiều quá, anh mới như vậy. Xin lỗi nha. Không. Thank you.
Mà đâu dài mà có về đâu. Cái này là con ma tóc dài nó lấy chứ không ai lấy hết á. Sao